Kapika ra xuất tác dạ đây. Kapi là cái mình, Kapi là cái mình, Kara là làm, ghép từng chữ như vậy, nhưng mà Kapika ra là một cái danh từ riêng, danh từ độc lập, nó có nghĩa là thợ góp. Góp đây có nghĩa là mình lấy đất sét, mình về mình tạo ra cái bình, cái lu, cái hũ, cái chậu, xong rồi mình đem mình để vô trong lửa đó, mình nung, nung cho nó cứng, cho nó chắc. Bởi vì nếu mà mình chỉ nắng thành cái tô, cái chậu, cái bình, cái hũ rồi đem phơi đó thì không có dùng được. Bởi vì thứ nhất nó sẽ bị hút nước, thứ hai là khi mình chạm tay vô thì nó sẽ bị bể. Nhưng mà nếu mà mình đem mình nung lửa thì nó dùng được. Tôi biết nói này nó hơi dư nhưng mà cũng phải nói, cho nên cái chữ góp này là vậy đó. Thì thợ góp này thời bây giờ mình làm trong quy mô lớn, mình có máy móc hỗ trợ, ngày xưa phải làm bằng tay, bằng tay làm được cái bằng cái vậy. Thì thời Đức Phật Ca Diếp á, có một người nghe có một người cư sĩ mà trong kinh nói là khuyết danh. Khuyết danh có nghĩa là ông này cũng có tên tuổi đàng hoàng như người khác, nhưng mà vì ổng không có giao thiệp nhiều với ai, không có nhiều có mà không có nhiều, mà đã vậy thứ hai nữa là người ta căn cứ một cái nghề của ổng mà ta gọi tên, gọi là ổng Khatika đó. Khuyết danh là vậy đó, có nghĩa là gọi theo cái nghề của ổng thôi. Hoặc kiếm nhiều kêu là ổng tư gọi rèn vậy đó, chứ còn ổng tư nó thật ra là ổng tên là Nguyễn Văn Tèo, nhưng mà Nguyễn Văn Tèo đó kêu ổng tư gọi rèn lâu ngày rồi cứ thành ổng tư gọi rèn. Thì cái ông Khatika đó này là một vị tính gia cư sĩ thời Đức Phật Ca Diếp, trên Đức Phật trước Đức Phật mình ấy. Ổng đắc quả A Na Hàm và ổng có một có cha mẹ già mù lòa, và vì cha mẹ mù lòa cho nên ổng không có bỏ đi tu được, ổng vẫn sống được cư sĩ. Và vì ổng là vị A Na Hàm không có thể mà đào đất rồi làm xâm hại những cái loài côn trùng, cho nên những loài chúng sinh trong đất, cho nên là ổng phải đi lượm những cái miếng đất khô mà nó lăn lóc ở trên đồng ruộng đó, những cái muốn lúa đất cày lên của người ta đó, ổng mới đem về, ổng mới là nhào nặng lại, ổng mới tinh lọc lại để mà lấy cái đất thóp cho nó tốt mình, rồi mới đi làm lưu chậu hũ mà bán. Dĩ nhiên là mình nghe kể là đất mình lưng như vậy là làm sao mà nhiều, cho nên sống cũng rất là khó khăn. Có một điều ổng là một người một bậc đại trí, mà sẵn ở đây mình cũng nói luôn, đại trí như vậy công đức để đắc quả A Na Hàm đâu phải nhỏ, nhưng mà rõ ràng trong cái kiếp đó ông thiếu phước bố thí. Cho nên kiếp xưa ông thiếu phước bố thí, cho nên cái đời này ông sinh ra đó thì ông bị nghèo như vậy cũng uổng thôi, cũng uổng. Có giúp như bao nhiêu người, bao nhiêu nhà khoa học, bao nhiêu nhà thơ, bao nhiêu nhà văn, bao nhiêu nghệ sĩ có tài thực sự đó, nhưng mà họ do thiếu phước bố thí đời xưa đó, cho nên đời này sinh ra đó, cái tài của họ nó không có cái đất dụng võ là một phần của chỗ đó. Tuy nhiên cái chỗ này là chỗ quan trọng không thể không nói. Mình suông miệng mình nói là do đời trước không bố thí cho nên đời này nghèo, cái câu đó nó đúng, nhưng mà nó đúng một cách nguy hiểm. Làm sao? Có nghĩa là cái dòng sinh tử luân hồi nó dài thăm thẳm, mình hình dung nó là một cái dòng chảy cũng được, một là nó là một đường dây xe lửa có nhiều cái nhà ga cũng được. Mỗi một kiếp sống là một nhà ga nha, mỗi kiếp sống là một cái nhà ga. Thì trong cái dòng chảy luân hồi mà thăm thẳm đó, thì có lúc mình rộng rãi, có lúc mình bỏng sẻn. Mà theo Đông A Di Đà nói đó, khi mà cái tâm bổn xẻng mà nó xuất hiện lúc nào đó, thì ngay lúc đó nó đã âm thầm để lại một cái quả xấu cho đời sau, là cái quả nghèo khó. Mà khi nào mà một cái tâm rộng rãi mà nó xuất hiện thì lúc đó nó âm thầm nó để lại một cái quả báo sung túc cho đời sau. Cho nên là thí dụ như kiếp này mình nghèo là bởi vì lúc này là cái kiếp mình đang nhận cái quả báo của một cái lần bổn sẻn nào đó trong quá khứ. Và một cái đã nói là một lần bổn sẻn nào đó, nó không có nghĩa là toàn bộ nha. Cho nên ông Khatika đó này nè,
cái kiếp này mình sẽ nghèo thêm, nhưng mà nó mình không nên nghĩ là ông thuyết ba la mật, không nên nghĩ là ông thuyết cái bố thí ba la mật, không hẳn, không chắc chắn là không phải. Nhưng mà tại nhầm cái kiếp này là cái kiếp mà ông phải chịu cái quả, quả gì, cái quả bổn sẻn của một kiếp nào đó. Ví dụ như mình thấy cái người đó sao ra họ bệnh hoạn nhiều quá, thì mình nói ẩu á, mình nói tại vì kiếp trước hành hại người khác, cái tội nó đúng nhưng mình ẩu. Mình phải nói thêm là do một cái, do cái quả xấu của một kiếp nào đó trong quá khứ, phải thêm như vậy, của một kiếp nào đó trong quá khứ thì đúng hơn nha. Ừ. Chứ không phải là họ đời đời kiếp kiếp đời xưa quá khứ là lúc nào cũng hành hạ người khác thì có đúng, mà bây giờ họ bị bệnh tật, gọi là họ được xinh đẹp, có nhan sắc mỹ miều diễm lệ là do một cái quả lầm nào đó trong một kiếp sống quá khứ nào đó nha. Có nghĩa là mình hưởng hết cái đó rồi chưa chắc, hưởng hết cái kiếp mình chưa chắc, rồi sao mình lại tiếp tục được như vậy nữa thì mới chưa chắc. Bởi vì trong vô số kiếp quá khứ mình đã gieo cái gì thì những cái thứ đó nó cứ theo thời gian mà nó cứ trả từ từ, thì cái kiếp nào mình sinh ra mà nó nhầm cái lúc mà quả thị nó trổ thì mình hưởng, còn kiếp nào mình sinh ra nhầm cái lúc mà cái quả xấu nó trổ thì mình phải chịu thôi. Để nhớ cái đó. Thì trong cái kiếp Ca-ra này nè, ông có nhiều bạn bè lắm, ông có nhiều bạn bè lắm, ông không có giao tình nãy thì cái đó là ông không giao duyên, không giao thiệp rộng. Nhưng mà trong cái đám tu hành á thì cái chữ nhiều đây là chúng ta thấy ông kể ra được 5-7 vị bạn thân của ông là những người cũng là đồng tu. Thì trong đó đó ông có một ông tuy nghèo nhưng có một người bạn rất là thân tên là chùa Thí Bà La tiền thân của Đức Phật. Thích Kệ. Tiền thân. Thì Chô Thích Ba La đó là một công tử nhà giàu. Thì ông mà rất là mến, rất là quý ông Chư Khách Thích Ca Rá này. Thì Chô Thích Ba La trong kinh nói lạ là một điểm là không có tin Phật pháp. Đã, đây là một chuyện mà mình phải lưu ý nha. Cái chuyện này chuyện đặc biệt nha. Tức là một cái người đó tu tập mấy chục đa thân trì rồi mà gần thành Phật rồi, còn có một gian tay nữa là thành Phật rồi, là đã tới được cái bồ đoàn, đã tới được cái tòa sen của vị chánh đẳng giác rồi, còn một gian tay nữa thôi. Vậy mà đặc biệt rất là ác cảm với người tu hành. Khi mà nhắc đến Phật pháp, nhắc đến Đức Phật và Chư Tăng ấy, thì Chô Thí Ba La chỉ dùng một cái chữ rất là nặng là chữ môn đất cách. Đó là cái đám đầu trọc. Các vị tưởng tượng thôi, các vị có thể tưởng tượng gì nó có là do cái bối cảnh. Do một phần là do cái bối cảnh sống sinh ra một gia đình Bà La Môn tà kiến của đức tin. Một phần nữa là chúng ta phải tin rằng ấy, là mỗi một tư tưởng thiện hay bất thiện của mình nó sẽ để lại một cái dư chấn, một cái dư hậu cho đời sau kiếp khác. Thí dụ như tôi từng có một cái tâm bất thiện, mà tôi từng có cái ác cảm trong cái chuyện gì đó, có người cứ tưởng một cái tư tưởng đó nó xuất hiện là nó biến mất và không để lại một cái dấu vết. Không phải, đời sau kiếp khác tôi sanh ra trong một cái điều kiện thích hợp nào đó thì cái tư tưởng ác cảm của đời này nè nó lại bộc phát lần nữa, nó lại bộc phát lần nữa. Thí dụ như bây giờ tôi ghét người Trung Quốc thì đời sau kiếp khác sinh ra trong một cái kiếp sống xa xôi nào đó sau này, mà chỉ cần tôi gặp ai đó mà có một cái nét riêng mà giống với người Tàu hôm nay mà tôi ghét á, thì tự nhiên tôi cũng ác cảm với họ. Cái thương, cái thích của mình nó để lại một cái dấu ấn như vậy trong tâm hồn của mình. Chứ đừng nghĩ rằng người là không có bằng chứng. Trong kinh nó có những người họ từng nghe đi nghe pháp đó, họ chỉ nhớ được một câu họ không có hiểu gì hết, nhưng mà họ có thích cái câu đó, họ thấy cái câu này hay vậy thôi. Nhưng mà đời sau kiếp khác khi mà sanh ra là gặp Đức Phật, được các Đức Phật ra đời đó, thì nhìn cái duyên của người này nè, ngày cứ dựa vào cái chỗ mà họ thích ngày trước đó, ngày điểm một câu thì tự nhiên họ nghe cái là họ thấm thía rồi đó. Cái đó quan trọng lắm, bà con phải nhớ cái chuyện này, chuyện này quan trọng lắm lắm chứ phải không. Cho nên nó cứ cái ác cảm đó của kiếp sống này nó sẽ để lại một cái ấn tượng cho đời đời sau kiếp khác. Thì cũng vậy,
cũng đó là con phàm mà. Cho nên trong cuộc đời sống quá khứ rồi đó, ngày từng có một lúc bất mãn cũng chắc chắn là chỉ được có rồi, bất mãn. Còn lúc mà nó cần từng có cái ý tưởng bất mãn như người tu hành, cho nên bây giờ đó là khi mà gặp cái điều kiện thích hợp thì ý tưởng bất mãn đó, đó nó là bùng phát. Thì lúc bây giờ bản thân của ngài là ông thử ấm Khatika đó, ông thấy rằng đây là một con người thông minh trách nhiệm của người này, mình hiểu đạo rồi đó thì coi như là tuyệt vời lắm. Nhưng mà tại sao mà lại không thích Phật pháp như vậy? Thì ông mới nghĩ cái này, mình thì không có khả năng nhưng mà Đức Phật thì chắc chắn độ được con đường đời người này. Cho nên là ông đã tìm đủ cách để mà ông níu kéo cho Đức Bà Lát, không giữ cho Đức Bà Lát đi gặp Đức Phật mà không được. Cuối cùng ông nắm tóc mà ông kéo, thì lúc đó cho Đức Bà Lát nhạc nhiên ông nghĩ cái ông này à, quên cái vị đạo trong bộ kinh nhé, tờ Trung Bộ tìm đọc bài kinh Khatika Karasutta nha. Thì mới thấy cái điều tôi đang nói nãy giờ à, thì cái Bồ Tát mình thấy ngạc nhiên đó. Ồ, tại sao cái ông này người ta đối xử mình đạo dám nắm bóp mình kéo, chắc cái người mà muốn mình gặp đặc biệt lắm chắc vậy. Thì khi mà ông gặp ông Công Tử thì mình đi về ông vào chùa, ông gặp được Phật Ca Diếp rồi thì ông mê, ông mê ông đi xuất gia, ông xuất gia ông bỏ hết tài sản đi xuất gia và thuộc lòng toàn bộ tâm trạng Phật luôn. Thuộc lòng. Còn riêng Pháp Thích Ca Đá sau khi mà sống mãn tuổi thọ rồi ở cõi người rồi thì sanh về Phạm Thiên, sanh về Phạm Thiên, sanh về Phạm Thiên. Để đến khi mà Bồ Tát Tất Đạt mà kiếp chót mà bỏ thành vua đi tu đó, thì Pháp Thích Ca Đá có xuống cúng dường, có xuống cúng dường y bát cho ngài. Và cái y bát đó về sau ngài cũng đem về luyện mất tiêu. Có lúc ngày khổ hạnh đó, ngày không ăn đó, ngày luyện mất. Cho nên đến khi mà thành Phật rồi là ngày không còn bình bát nữa. Thì lúc đó Tứ Thiên Vương mới hiện xuống cúng dường cho ngài, mới bị cúng cho ngài một cái bát. Và ngài không muốn ai buồn, cho nên là ngài lấy bốn cái bát ngài chồng lên và ngài chúc nguyện là hãy thành một đi. Thì bốn cái thành một để không phụ lòng ai trong bốn vị Thiên Vương. Và cái bình bát này đã Đức Thế Tôn sử dụng cho đến suốt cuộc đời của ngài. Bình bát đó. Thì trong kinh có ghi đó là bình bát bằng đá, bằng đá được thế. Ok, thì hôm nay gặp sau khi tức là khi Bồ Tát đi xuất gia đó thì Khatika Ca Đá hiện xuống để cúng dường y bát. Và sau đó khi mà ngài thành Phật rồi thì Khatika Ca Đá Phạm Thiên cũng hiện xuống để ông lãnh lễ ngài pháp, và mới có cái buổi nói chuyện như là chúng ta đang thấy ở trong bài kinh này. Thì ở đây có một số vị ở trong đây đi tu và tu thời Đức, tu nhiều kiếp lắm nhưng mà từng quen biết với Khatika Ca Đá trong đời Đức Phật Ca Diếp. Nhưng mà sau này đó thì họ được sanh thiên, rồi từ cổ thiên đó họ cũng sanh để họ cũng dùng thần lực để đi xuống để mà họ gặp Đức Phật, họ nghe pháp và họ cũng đắc quả. Cho nên mới có cái câu là Đức Phật hỏi cái pháp mà họ đắc đó là của ai trong mấy ông đại ngon đó, thì cái nói dạ trong đó có những người họ đắc quả thánh nhân là từ cái việc mà nghe pháp của Thế Tôn, cái việc của Đức Phật Thích Ca mình ấy. Thì cho nên là rồi, nhưng mà riêng về phần ông Khatika Ca Đá thì Phật hỏi rằng cái ngôn ngữ của ngươi không phải là ngôn ngữ người bình thường, cái trí tuệ của ngươi như vậy đó phải là trí tuệ người bình thường, thì ở đâu mình mới được như vậy? Đức Phật giải biết mình là vẫn hỏi, bởi vì đây là cuộc trò chuyện mà, đây là cuộc trò chuyện. Thì ông mới kể đây là cái gì, ông kể lại, ông kể gì ở tại xưa con vậy 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 đó. Thì cái câu cái bài kinh Khatika Ca Đá này đó, nó liên quan nội dung thì đây là một cái cuộc nói chuyện giữa Đức Phật và một vị Phạm Thiên, nhưng mà mở ra cho mình một vấn đề mà tôi cho là rất là quan trọng, đó là một giọt thủy ngân khi nó vỡ ra thành những cái hạt li ti, thì những cái hạt đó nó không có thể kết hợp với bất cứ cái gì khác mà nó chỉ có thể tìm đến với nhau mà thôi.
vì nó có cùng một cái thuộc tính. Cũng vậy, mình sống ở đời này dầu muốn dầu không, dầu mình có để ý hay không, thì cái nhân cách của mình, cái quan niệm sống của mình tự nhiên nó xếp mình vào một thứ loại nào đó để đời sau kiếp khác sinh ra, nó đẩy mình đi về hội tụ với những người hợp với mình. Đây là điểm rất là quan trọng. Cho nên tại sao Đức Phật còn dạy mình phải tu tập trau dồi thiện pháp? Thứ nhất, nếu đủ duyên thì thành thánh đời này kiếp này, còn nếu không thì khi mà mình trau dồi những cái hạnh lành như là tính tánh niệm định tuệ bố thí trì giới tam thiền xả ly nhẫn nhục từ tâm vân vân, thì khi mà mình trau dồi những hạnh lành đó đó, trước mắt là mình được an lạc hiện tiền ha. Thứ hai là khi mình là người tốt như vậy đó thì những người xung quanh mình họ cũng được an lạc theo. Cái thứ ba là nếu mình không có chứng thánh niết bàn đời này thì đó là những vốn liếng hành trang tương đương mà mình mang theo trong đời sau kiếp khác tiếp tục tu nữa, nó có cái trớn nha. Và điều cuối cùng rất là quan trọng, khi mà mình càng trau dồi nhiều thiện pháp chừng nào, nhiều cái hạnh lành, nhiều cái đức tánh chừng nào, thì cái đời sau kiếp khác mình sanh ra mình dễ dàng thuận ứng, dễ dàng tương hội, tao phong với những cái bậc hiền trí. Còn nếu mà thiện pháp mình ít quá, trí tuệ ít quá, từ tâm ít quá, tàm quý ít quá, hành xả kham nhẫn ít quá, thì đời sau kiếp khác sanh ra đó, ngoài cái chuyện là mình đau khổ vì những cái nghiệp bất thiện ra đó, thì mình còn có một cái điều thiệt thòi nữa là người bất thiện nhiều quá thì rất là khó mà tương dung tương hợp với các bậc hiền trí. Mình gặp thì thánh hiền á đã quá rồi, gặp thánh hiền á đã quá rồi, bởi vì thiện nhân chỉ mới đáp thiện nhân thôi. Cho nên lúc bây giờ đó là mình cứ sát giữa đám bất thiện mình chơi, là các vị thấy rồi, các vị thấy rồi, chơi người xấu thì đủ thứ phiền đủ thứ họa hết á, mà đối với người tốt người thiện người lành á, mình ở gần họ đó ít ra đó, không bổ về ngang cũng bổ về dọc nha, không có nghe nữa bây giờ. Và phải nói một chuyện rất là quan trọng, đó là cái cơ hội mà làm lành, cái cơ hội mà sanh thiên nó chỉ có được khi mà mình thanh cảnh với bạn lành, phải nói như vậy. Có ai trên đời này sanh ra trong từ bụng mẹ sanh ra đừng một cái là trở thành người tốt, rất khó, rất là khó. Chỉ trừ ra những cái bậc đại căn đại duyên đời sau kiếp cuối như là Bồ Tát thì tự tỉnh thức để mà tìm đến với cái lành với điều thiện nha, chứ còn mà lơ mơ như mình ấy, thì phải nói là phải cần đến cái điều kiện tác động từ cái môi trường sống chung quanh, cái đó mình không phủ nhận được. Thí dụ như hôm nay mình nói mình là Phật tử nha, nhưng mà đời sau kiếp khác mình sanh ra trong một gia đình Hồi giáo ở Trung Đông, thì lúc đó bao nhiêu cái tật xấu của mình ấy, nó tha hồ nó mới là phát tác, tha hồ phát tác, có nghĩa là những cái tham những sân si mạn tà kiến lúc đó nó tha hồ nó phát tác, và mình khó có khả năng mà tự ngộ tự tỉnh nha. Rồi mình may mắn mình sinh ra trong một gia đình Miến Điện Phật tử, gia đình Thái Lan Phật tử, gia đình Lào Miên Phật tử, một gia đình Việt Nam Phật tử, thì mình mới có cơ hội. Cho nên ở đây chúng tôi muốn nhắc lại một điều rất là quan trọng, đó là giống như những hạt thủy ngân chỉ tìm đến với nhau thì chúng sanh ở trong đời này cũng chỉ tìm đến với những cái tâm tính mà nó tương đồng với mình, mà mình may mắn mà gần gũi được những bạn lành á, thì quá là ngon lành. Còn nếu mà gần bạn xấu thì đời chúng đi xuống. Và cho nên trong kinh nó có cái câu là thà làm kẻ thù của người trí còn hơn bạn của người ngu, làm sao người trí thì họ không có thù ai, nhưng mà cái câu này mình hiểu ngầm là thà là mình ở trong cái thế đối lập đó, thù để ta đối lập đó, thà mình ở thế đối lập, tức là mình giận hờn một cái người nào đó mà người lành á, thì ít ra họ không gây hại cho mình, thí dụ như vậy. Còn cái người bất thiện á, mình chơi với họ mình chỉ có bị quả, là bị quả lây thôi. Còn người trí nó giàu cho mình có ghét họ, ít ra mình là cũng còn nghi ganh mình họ thì cũng là không bổ bề ngang, không bổ bề dọc, ý của chỗ nó phải hiểu như vậy. Cho nên
trong bài kinh này nó có nhiều cái nghĩ lắm, mà trong đó có điều quan trọng là khi mà mình là người lành á thì mình dễ có những bạn lành, mà khi mình có được bạn lành thì mình dễ có cơ hội sống lành, sống thiện. Còn nếu mà mình không gần người trí, người lành ấy, thì cơ hội sống thiện nó hơi khó hơn chút. Và cái chữ người lành ở đây ấy, chúng ta phải hiểu nghĩa rộng. Trong kinh nó không gần người ác, người gần người lành, người thiện ấy, nó không chỉ là con người nha, mà tất nói theo ngày nay ấy, thì tất cả những tranh ảnh báo chí, sách vở, website nào mà nó có cái nội dung hại cho, nó gây hại cho cái đời sống tâm linh của mình ấy, thì những cái báo chí, những cái website, những cái sách báo đó cũng được xem là bạn bạn xấu nha, chứ không phải là chỉ có người không đâu, không phải chỉ có người không đâu, mà nó còn là những cái gì mà nó có thể tác động lên người mình đó, thì đó mình có thể gọi đó là người xấu, là bạn xấu. Bởi vì tập báo chí hay là sách vở nó cũng là do con người tạo ra mà, văn tức là người mà. Cho nên mình không có gần người nào hết, nhưng mà mình cứ âm thầm đóng cửa, mình đọc qua cái trang website mà trời đất hỡi thì cũng phiền. Chẳng hạn như cách đây có 2 ngày thôi, tôi có nói chuyện với một cô Phật tử người Việt Nam mình nè, xưa quen bên Việt Nam, bây giờ cô ở bên Leipzig. Bên Leipzig là đâu ta? Leipzig là bên định một cái thành phố bên Đông Đức. Cô kể một chuyện là ngày xưa cô đi lấy chồng, đi lấy chồng rồi bây giờ là cô ở bên đây này 10 mấy năm rồi, mà ông chồng cô không có tâm lý gì trên hết trội chứ. Mà lý do không tin là vì sao? Là vì ông đọc một cái cuốn là mật, cái cuốn mật mã Da Vinci của Dan Brown, mấy trong mình có ai biết cái cuốn đó không? Thì cuốn này rất là nổi tiếng. Đây, Vinci Code, đúng rồi. Cái tay này ghê, cái người bên đường người ghê à. Đúng rồi. Thì trong cái quyển đó, đó là chửi Thiên Chúa, nó tả đều qua lá cành hết. Thì cái việc tưởng tượng bất mãn đại Chúa chỉ vì cái cuốn sách này thôi. Cái từ nhỏ là chỉ biết đi học, rồi sao nó bung ra đi làm thôi. Chỉ không có thời giờ đó mà tìm đọc những cuốn sách về tôn giáo, về tâm linh, về triết học, về tư tưởng. Để tới lúc mà tôi mới có rõ ràng một chút ấy, thì lại đọc nhầm cái cuốn sách này. Có lẽ là do báo chí họ tuyên truyền và quảng cáo quá đi, cho nên nó tìm tới cuốn này. Và khi anh đọc cuốn này xong ấy, thì anh mới phán là một câu sinh dờn, đó là nói là giả cái này, em thấy chưa, nguyên một cái Vatican, nguyên một cái Kitô giáo nó hắc ám, nó tào lao, nó bậy bạ như vậy đó, thì nói gì là cái đám thầy chùa Phật giáo hả? Nói gì là đám thầy chùa Phật giáo? Em sống chọn phận vợ, chọn cái phận của mẹ, chọn phận con, chọn phận của bè bạn với nhau là đủ rồi, không có Phật, không có Chúa gì hết nha. Cái đám đó là coi như chỉ gạt người ta thôi, bởi vì Phật, nếu mà Phật Chúa có thiệt á thì cũng dạy cho người ta đường đi, chứ đâu có mà bài ra một cái hệ thống mà A phải quỳ lạy B, rồi phải là cung đốn phục vụ, tiến cống cho B ăn sung mặc sướng thỏa thê, đâu cần. Nếu mà lời Chúa là Phật có tiền thì mình cứ theo lời Chúa là Phật còn sống, chứ mắc gì mà con viên mà phải cúng nhà thờ, mắc gì mà Phật tử phải cúng cái chùa biểu tăng ni, không làm cho mắc. Thì ở đây tôi không có nói ông này đúng hay sai, mà tôi chỉ gợi ý thôi, đó là một cuốn sách mà nó đã có một cái tác động lớn như vậy lên một con người học thức. Điều đó có nghĩa rằng thì ra chúng ta phải đặc biệt cẩn trọng với những sách báo website. Ngày hôm qua tôi hỏi ơi là bởi vì tôi tưởng là bất mãn cái gì à, mà coi như là cuối cùng rồi thì chỉ từ một cuốn sách mà nó dẫn ra một cái hệ lụy lớn như vậy. Và đúng là còn cái phim nữa, chẳng hạn như tôi biết có người họ đến với Phật pháp á từ cái phim Xuân Hạ Thu Đông, vui vậy đó,
cái nào sống ở đời mấy chục năm, ăn mấy trăm tấn gạo mà không hề dành một ngày một giờ để mà đọc kinh Phật, không dành một ngày một giờ để mà đi chùa miễu gặp gỡ tăng ni, rồi đồng một cái một ngày kia họ có cảm tình với đạo Phật chỉ vì họ coi cái phim Lý Đồ Buddha hay là cái phim Xuân Hạ Thu Đông Spring Summer của Đại Hàn đó, họ đọc rồi coi cái phim rồi họ cảm tình là nhờ thầy dễ thương quá, cái vị thầy mà lớn tuổi trong cái phim nó dễ thương quá đi. Cho nên hãy cẩn thận, có nhiều món ăn nó làm cho mình khỏe hơn, nhưng mà có nhiều cái món ăn nó làm cho mình bệ rạc, suy sụp nhanh hơn. Nói như vậy không có nghĩa là mình không thèm ăn là sai, hoặc là gặp cái gì cũng ăn cũng sai. Và cái quan trọng là khi mình thấy cái thực phẩm nó có một cái vai trò quan trọng trong đời sống của mình thì mình vẫn phải tiếp tục ăn, nhưng mà có cẩn trọng, có sự chọn lựa, có sự cẩn thận. Vậy đây cũng vậy, qua cái bài kinh này mở ra chúng ta rất là nhiều cái vấn đề, cho nên cuối cùng chúng ta thấy Đức Phật có một câu ở đây, đó là thở xưa ông đồng hương cũng là bạn của ta, như vậy là hội ngộ giữa những bạn thời xưa, cả hai kéo tu tập mang thân này tới hội. Là về phía ngài thì ngài tiếp ngay tiếp này ngài nhập niết bàn, ngài niết bàn viên tịch niết bàn không còn tái sanh. Còn riêng Thích Thích Ca Đá thì sớm muộn gì cũng chứng đắc A La Hán, rồi thì cũng không còn tái sanh. Cho nên là cái đây là một trong những cái quan hệ bạn bè mà tôi cho là đẹp nhất trong vũ trụ, đẹp nhất trong vũ trụ. Có nghĩa là không có tình bạn nào cho bằng cái tình bạn giữa những cái người mà cầu cái đạo giải thoát. Cho nên đọc cái bài kinh này mình ít gì cũng nên tâm niệm một điều là mong sao là bên cạnh luôn có những người bạn lành để đời sau kiếp khác sinh ra có dịp gặp lại nhau. Còn nếu mình không gặp đúng những người bạn cũ thì ít ra mình cũng có thêm những người bạn mới, miễn là bạn lành thì thôi. Bởi vì chúng ta phải nhớ rằng chúng ta là những chiếc lá trôi dạt trên cái dòng chảy mênh mông của dòng sinh tử. Bẩm sinh chúng ta là cô đơn, đúng, nhưng mà chúng ta không thể sống lẻ luôn. Cô đơn được, dĩ nhiên cái chuyện tự nhiên rồi, mình đi với nghiệp của mình mà phải cô đơn, nhưng mà sống lẻ luôn thì rất là khó. Có nghĩa là mình phải có những cái tần số để mà mình liên lạc. Và chúng ta phải nhớ rằng nó giống cái vấn đề nó giống như hôm nay mình có điện computer rồi đó, các vị có thể đọc được mail của tôi, các vị có thể vào trong Skype của tôi, các vị có thể sử dụng cái điện thoại của tôi nếu các vị có password hoặc là passcode nhé. Cái password hoặc là passcode thì cũng vậy, đối với chư thánh hiền ở trong đời này các vị cũng có cái password, cũng có cái passcode, mình có thể mở được cái ổ khóa số của các vị đó, có thể vào được cái hộp thư, cái mailbox của các vị đó để mình đọc, mình chia sẻ cái thư viện với các vị đó, với điều kiện là mình phải có cái mật mã của họ. Đấy, mà cái mật mã đó là gì? Đó chính là cái thiện pháp hôm nay mà chúng ta phải trao dồi từng ngày từng ngày. Chúng ta phải có từ tâm, chúng ta phải có lòng hiếu học, chúng ta phải có trí tuệ, chúng ta phải có khả năng tham nhẫn, chúng ta phải có niềm tin, tính nè, tánh nè, niệm nè, chúng ta phải có chánh niệm nè, phải có định nè, phải có trí nè, phải có cái đó càng nhiều càng tốt. Thì đó chính là cái password, đó chính là cái passcode để đời sau kiếp khác sinh ra thánh hiền mình gặp được trên đường đời đó mình ráp vô lẹ lắm nha. Còn cái thứ mà mình có gì đó mình không có cái chìa khóa nào hết thì mình chỉ chơi vào những thứ bạn trời ơi đâu mà nha. Cho nên đây là chuyện rất là quan trọng, rất là quan trọng. Cái đó là cái mật mã đó, là cái code đó. Nãy con kia cũng để là Vinci code, còn mình đây là Thamma code. Cái đó cũng quan trọng lắm, cái đó chính là cái khớp của mình đấy. Chỉ còn là nếu mình chẳng hạn như hôm nay chúng ta phải có một cái điểm nào đó mà nó tương đồng với nhau, chúng ta mới gặp nhau trong cái room như thế này. Chứ còn mắc cái tiếng gì của nay là ngày cuối tuần mà không đi ra phố, không đi shopping, ở nhà đó như một cái bịch, một cái hộp khăn giấy để ngồi vừa cơ vừa khóc, vừa uống khóc, vừa ăn chip snack. Mắc cái tiếng gì mà phải đi vào ở trong trong gương mình ngồi nghe cái đề tài nó là cái cố gắng cần cõi kèm. Tiếp theo là cái bài tôi giảng bài nó mình nghĩ như sao rưỡi rồi, cho tôi xin một bài nữa.
đó nữa, đó nữa, đó nữa.